Rồi nói chứ để chị hỏi này nè, rồi xong rồi sao, rồi có thử không, có thử coi ông này ông có dạ không chị, lúc đó thì về thì đi dọc đường coi như được tỏ tình là em mãn nguyện rồi. Sao đó chị đừng hỏi sao đó thì sao. Dạ bây giờ là đó, ổng cứ như vậy thì mình có sống thử với nhau để biết ổng chắc chắn là đàn ông không? Dạ không chị, lúc đó thì không có sống thử. À, tụi em quen nhau được khoảng 2 tháng đó thì em giới thiệu về, giới thiệu cho ba mẹ em. Thì ba mẹ em thì cũng thấy anh này hiền. Thì nhưng mà mẹ em chỉ có nói là sao thằng này giàu quá vậy. Xong là đám hỏi em đúng không? Dạ thì anh dắt em dắt anh về trước, xong rồi anh mới dắt em về nhà ảnh. Thì ba mẹ cũng, ba mẹ chồng em thì cũng thương. Tại vì em trên đây là em ở trọ nên là ba mẹ cũng thương, ba mẹ cũng nói là hay về ở đây luôn đi. Nhưng mà ba mẹ em thì không cho, tại vì con gái chưa cưới hỏi nên là không có cho về ở. Mà ba mẹ chồng em thì xin địa chỉ nhà em và lên nhà em chơi. Tối ba em điện xuống thì tháng 11 là đám hỏi nha. Là tức là 1 tháng rưỡi sau. Em rất là hoảng hốt, tụi em không biết gì sao hết. Dạ. Nhưng mà cái thời gian đó là tụi em là vẫn là thuê nhà ở hai nhà. Dạ không, anh là ở nhà. Anh ở nhà. Nhưng mà đám hỏi xong rồi có về nhà bên đây ở không? Dạ đúng rồi, có dạ. Là lúc đó là mới sống thử đó, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi, dạ. Rồi sống thử thì vui không? Thử rồi. Dạ. Mình vui không? Vui không? Dạ vui. Vui. Được không? Được không? Dạ được. Được mới cưới đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó thì có phát hiện ra thật xấu gì qua năm lúc mà quen nhau thì ảnh rất là vui. Ảnh không có bộc lộ gì hết, nhưng mà khi về sống thử thì mới phát hiện anh rất là nóng tính. Anh nóng tính vô cùng luôn. Ở nhà mà ai chỉ cần ai mà làm trái ảnh thì anh sẽ la lên. La lớn lên, la lớn tiếng lên. Anh la lên thì em giận. Sau này thì em trị anh bằng cách là mỗi lần mà anh la thì em sẽ la lớn hơn. Dạ. Anh la một thì em la hai. Mà anh la cái gì? Hãy ví dụ như có ai mà cứ nói hoài á thì anh sẽ la lớn lên để cho người ta không nói nữa. Nhưng mà em thì em không thích như vậy. Cái gì thì mình nói nhỏ nhẹ với nhau. Rồi mỗi lần mà gây lộn với nhau, anh tức giận là anh có đập đồ hay là anh có bỏ nhà đi hay là bỏ ra ngoài được không? Dạ không mà bỏ ra ngoài thì sau này. Dạ. Không có nghĩa là lúc em giận vợ thì em sẽ làm cái gì? Thật ra là em la là do là em không ưng vợ em, như là vợ không dọn dẹp nè thì em im mà mặt em khó chịu lắm. Vợ em là cự lên em liền. Rồi giận hơn vợ thì sao? Em giận vợ em cái em chạy xuống dưới lầu em ngủ. Bỏ ra ngủ riêng ở dưới lầu. Dạ. Dạ. Mỗi lần anh giận thì em rất là ghét cái tính là đi ngủ riêng như vậy. Thì em nói cái gì giận nhau cũng phải ngủ chung với nhau. Thì ảnh lại đi ngủ riêng thì lần là đó... cả nước biết đó đúng không? Dạ tại vì tính em thì xuống dưới ngủ thì mẹ ngủ ở dưới nên là kêu thì em ngại mẹ, sợ mẹ biết rồi mẹ lại hỏi thăm hai đứa tại sao lại cãi nhau. Thì em mới xuống gõ cửa phòng không được thì em đi lên thì em nhắn tin trên điện thoại cũng không nghe. Thì nhiều lần như vậy thì em cũng rất là bực. Mới đây thôi thì em cũng quyết trị chồng em bằng được cách nào. Dạ em điện thoại cho em không lên thì sáng hôm sau em ngủ dậy rồi em cuốn gói đi vào nhà bạn em. Vậy đó. Dạ. Có đi kiếm không? Thì chiều em điện thoại về cho mẹ chồng em bảo là em đi về quê, chồng em biết là nên là kêu thôi về đi rồi chồng em chở ra bến xe nha, em không về. Em nhắn tin là tôi bỏ nhà tôi đi, tôi không có về quê rồi đừng có kiếm tôi. Dạ thì ảnh ở nhà ảnh cũng giận, nhưng mà em về thì chồng em là điện thoại mét ba em. Mét ba sao? Em kêu là vợ em chắc không về, em biết tính vợ em mà là lì hơn em nữa nên là chắc không về đâu. Giờ chỉ có là kêu ba là khuyên chỉ về để em sợ lo là có gì đó. Vô tình thì cái Zalo của vợ em ở trên máy tính nó còn nhà, rồi có chat với ba em là đang ở nhà bạn cho nên là em biết vợ em ở đâu rồi. Cho nên cái lúc đó em cũng im luôn, coi chị sao đó chị. Dạ. Chị cương được bao lâu đúng. Dạ. Không ừ. Có nghĩa là chồng em á là nóng tính. Dạ. Còn cái tật gì xấu nữa không? Ổng thì rất là thích ăn hàng. Ra đường thì ảnh không nhìn gái mà chỉ nhìn người ta bán cái gì vậy em vậy. Dạ cứ là ăn bán gì vậy, người ta bán cái gì kìa. Em thì ra đường thì nhiều khi em nhìn gái em nói ê chị đó đẹp quá, anh mặc váy đẹp hay gì đó. Chồng em đâu không thấy gì hết, chỉ thấy đồ ăn thôi. Anh đứng trước trường em, anh đợi em có 15 phút thôi mà anh ăn hả gần cả 100.000 tiền quà giặt. Nào em ra là cái lồng xe mắt á, là nào là nước cam, rồi sữa, bánh tráng trộn, xôi chiên đầy trong lồng xe. Cái gì? Dạ. Coi như tật ăn hàng thôi, cái đó dễ thương mà, đâu không phải tật đâu. Anh ăn hàng thôi. Coi như là chỉ có nóng tính là xấu thôi, còn vợ em sao? Nhà vợ em thì có tính là hay chặn đầu em. Em chưa nói hết câu nữa là vợ em nghĩ xấu em rồi. Là cái tính đó là cái bằng tính xấu đó hả? Tính chặn đầu á. Dạ. Nhiều trường hợp mà em không nhớ rõ.
Vậy hả? Là không còn một cái xấu gì nữa đó phải không? Chỉ hay bày ra hỏng dọn thôi. Bừa bộn. Với con cái nữa là vợ em kêu phải trả tiền mới chịu làm, như kêu quét nhà phải trả 100 ngàn, móc tiền ra trả liền. Kêu lấy nước 50, đóng lưng 50. Về chị bắt trước nè. Dạ. Như là kiếm tiền tại nhà đó. Dạ đúng rồi. Hai đứa có con chưa? Dạ chưa chị. Vậy có mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ không, tại vì chồng em thì em thấy là khi mà mới về thì ảnh nóng tính thôi, nhưng mà bây giờ thì ảnh rất là ảnh hết rồi. Ảnh không còn nóng tính nữa. Giờ ảnh thì em thấy ảnh rất là thương vợ, ảnh rất là cuồng vợ. Cuồng vợ. Ảnh rất là cuồng vợ. Chỉ cần ai mà đụng tới vợ ảnh là ảnh sẽ không có thích. Ảnh lóc hết Facebook. Nên đây em chỉ mong chồng em hứa với em một câu. Hứa gì nè? Là có thể yêu em đến suốt cuộc đời thôi. Trời ơi. Cái đó để sau đây ông hứa nha. Còn vợ ông chồng muốn bà vợ thay đổi gì nè? Vợ em hả? Cũng quá tuyệt vời em rồi. Nhưng mà vợ em cũng hay nhắc em là tại sao chưa cầu hôn vợ mà giờ cưới rồi. Giờ không chịu đâu. Giờ chắc em phải cầu hôn vợ em. Trời ơi. Đó. Giờ cái nguyên cái chỗ này là của hai người đó. Hai người muốn làm gì đó làm đi. Muốn cầu hôn hay là muốn hứa hẹn gì hứa đi. Đó, tôi quay mặt đi nè. Phải chi mà nói cho tôi biết trước là tôi mang theo cây kèn tôi hỏi rồi. Cầu hôn có nhận đâu cầu hôn. Đứng lên đi đó, cầu hôn rồi hứa gì hứa đi. Tôi không có thấy gì hết. Không có nhìn nè, không có nhìn nè. Để nào phát chương trình này tôi coi lại. Nhẫn thì anh trao rồi. Tại vì em đòi đeo. Anh đã cưới em được 1 năm 4 tháng rồi. Thì anh muốn nói với em là hãy là luôn là người vợ tuyệt vời nhất của anh nhé. Dạ. Dạ. Dạ anh sao đó? Nãy người ta mong muốn mình nói câu gì đó. Dạ anh sẽ yêu em suốt đời. Đó. Chị